Gác quá trời gác luôn. Ê anh Thất, làm gì vậy? Đang coi mấy đứa học bơi nè. Trời ơi, coi gì có mà. Bữa nay là không có chuyện làm, đi ra ngồi canh hồ bơi, canh cho mấy đứa tập bơi vào thứ bảy chủ nhật nè. Rảnh quá trời luôn, không thấy ai điện gì lợi quay clip gì trơn. Đẹp chưa, đẹp chưa, đẹp chưa. Ôi, đây, đây, cái hồ nè, cái nhà xin đẹp hiểu cái nhà mình. Đây, cái hồ sen. Đó, thấy đẹp chưa, sen là mình lên điệu hết trơn đó. Ở dưới đây thì mình có nuôi thêm cá bảy màu. À 11 quý sao cho mấy đứa vừa tắm nè, vừa ngắm được sen nè, và có một cái hương của sen. Trời ơi, làm mình đỡ căng thẳng đầu luôn đó trời. Giỡn không? Không, cái tinh cái nhị sen á. Tưởng đâu anh chồng anh bán chứ. Bán giờ bán, đây là sen Nhật nha, sen đủ màu luôn á. Cả nhà cứ hóng đi mà mốt mà sẽ nó sẽ chỗ bông. Ở dưới thì cái bảy màu thì nhóc nó chân thả gọi trời đó. Ê hỏi cái này cái ơi. Vụ gì vụ gì? Hồi nãy mới tắm hồ bơi, tự nhiên vô nước, cái đầu nó ở trong đây nè, kìa nó như có cái nước. Lắc thứ rồi, lắc thứ rồi. Thì nước ở trong đây nè, nó cứ chạy tới chạy lui vậy. Nói chung là nước vô lỗ tai rất là bực bội. Nhiều lúc mình á là phải có, nhưng là như cái bông tăm hoặc gì đó mình giấy mới ra. Em giấy rồi không ra luôn, sấy tóc rồi khô luôn, giấy rồi luôn chẳng không ra. Dạ. Trời, mấy thằng cháu em nhiều khi cũng bị á, mà không biết làm cách nào để đây 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 đây. Ở đây đứng canh hồ bơi là hiểu rồi đó. Vậy hả? Thường thường là mấy đứa hình như tắm một chút xíu là đứa nào cũng bị nước vô lỗ tai cho đó. Đó thì nhiều khi nó chợt chợt gì nè, rồi nước vô lỗ tai. Hoặc là đi tắm. Tắm nhà tắm xối nước xối, hoặc là tắm vòi sen giờ lỡ nghiêng là nước chảy vô. Đúng rồi. Mình phải có một cái cách. Anh nói thật là cái cách mà chữa mà nước vô lỗ tai là trong vòng chưa tới 30 giây là hết. Làm sao nhưng có cũng có nhiều cách nhưng mà chưa không có em thấy không có hiệu quả. Đúng rồi. Người ta có nhiều cách là kêu nhảy. Đúng rồi. Nhảy trong khi nó cũng hết. Hoặc là lấy lỗ tai kéo vậy nè. Rồi nhảy nó cũng hết. Hoặc là bệnh vô đây nè cũng hết. Nhưng mà mấy cách đó thì nó không thông dụng. Có người hết người không, tại vì do mà cái lỗ tai không thấy là người nào cũng giống nhau vậy hả? Tại vì ở trong ở thiết kế lỗ tai đâu có người nào giống người nào đâu. Hiểu, nhưng hiểu. Mà anh sẽ chỉ một cái cách chung đó là ai làm cũng hết, ai sao? Sử dụng cách này cũng hết. Bây giờ anh đi lấy cho em qua bên ảnh, lấy cho em miếng nước đi. Lấy múc một miếng nước thôi, nước sạch đó. Nước sạch là được, có nước rồi. Trời ơi, hoặc là lấy nước vô hồ sen ở nhà, đây đây đây. Hồ sen, lấy nước hồ sen. Thôi, bỏ đi. Đó, lấy nước hồ sen rồi lên mình chỉ cho Liên Ngô cũng được. Cho em mượn cả nước thôi. Đây em vô bên nào? Bên đây nè. Ok. Đây nè. Mình sẽ chỉ cho cả nhà một cái mẹo mà mơ mốt mà ai mà tất cả luôn, ai mà bị nước vô tay là đều làm theo cách này được hết, bảo đảm hết 100%. Tại vì anh đã chỉ cho biết bao nhiêu mấy chục đứa ở đây là nói chung là bữa nào cũng có đứa tắm hồ bơi bị hết trơn á. Mình chuẩn bị là một miếng nước sạch nha cả nhà. Mình chuẩn bị cái ca mà có cái mỏ nha. Đó, hầu như là anh để cái ca đây sẵn luôn. Chi vậy? Đứa nào mà bị anh làm. Làm cái gì? Bây giờ em nghiêng đi. Nghiêng nào. Nước vô lỗ tai nha. Nước vô lỗ tai, mình sẽ đổ nước cho đầy luôn. Đầy luôn hả? Đổ nước đầy rồi mình lắc ngang cái là nước nó cuốn nhau đi theo hết trơn. Tại vì nước vô lỗ tai á là em cảm nó có một chút xíu thôi. Dạ đúng rồi. Đó, nó có một chút xíu trọng như là một cái màng, như một cái bong bóng vậy. Nó đụng vô màng nhĩ mình cảm giác mà nó ù lỗ tai chân nó nghe không được. Nhưng mà mình sẽ đổ mình giấy hoặc là thì nó vô sâu á mình giấy không được. Nhưng mà mình sẽ đổ nước vô cho đầy luôn. Làm lắc cái ra. Là đổ ngay cái bên lỗ bị nước vô hay là sao? Đổ ngay bên lỗ là bị lỗ nước vô. Gì kỳ lạ vậy? Có nghe nước vô bên nào thì đổ bên đó cho nó ngập. Y như một cái ống hút đi. Một cái ống hút ở trong nó có một miếng nước. Thì em vũ cái nào vũ không ra. Nhưng mà em đổ đầy nước vô cái ống hút, em nghiêng cái là tất cả nước nó chảy ra. Hiểu rồi. Bây giờ đây đây đây. Để mình chỉ cho làm. Không nghiêng đổ thẳng lên, đúng rồi. Nghiêng đứng lên. Đây mình sẽ đổ nè cả nhà. Đây đổ đầy luôn nha. Đó, đây cả nhà thấy đầy luôn không? Đây, cứ đổ đi không có sao hết trơn á. Đây, đổ đầy rồi. Nè, bây giờ nghiêng đầu nhẹ lại, nghiêng nhẹ lại. Đó, cả nhà thấy nước chảy không? Ê, hết rồi. Đó, là bảo đảm luôn, nước chảy hết trơn, toàn bộ ra luôn. Ê, lạ quá hả? Đó, bởi vì là... Là vậy thôi hả? Sao đơn giản vậy? Lúc nào hồ bơi anh cũng chuẩn bị là một ca nước sẵn chứ. Hôm nay chị biết bao nhiêu đứa nói rồi. Ê, có nước sẵn này thì đổ vô là được rồi, nó mắc gì lấy cái ca. Không, mình phải vô lỗ tai mình á, là mình phải lấy nước sạch. Tại vì nước hồ bơi nhầm khi mà đứa này tắm á, nó nhầm khi nó có vi khuẩn, nhầm khi nó cái lỗ tai mình nó có hại lỗ tai mình. Rồi, mình okay. Nhớ là phải lấy nước sạch. Đó, mình đổ vô, cứ đổ đi. Nó bảo đảm với cả nhà là cái là tuôn ra. Bây giờ ví dụ bên đây không bị đi nè, để mình chỉ cho cả nhà nè. Rồi không bị đây, là không bị làm vẫn được luôn. Nó rất là thông lỗ tai đây. Okay. Đây mình sẽ đổ vô nha cả nhà. Cả nhà thấy đầy chưa? Đây là đầy lỗ luôn nè, thấy không? Đó, đầy lỗ tai rồi, bây giờ nghiêng nhẹ đây, nghiêng nhẹ thôi. Thấy không? Thấy nước chảy ra hết trơn không? Đúng rồi.
Em thấy hiệu quả chưa? Hiệu quả chưa? Hiệu quả một phát một là hết ngay. Đơn giản ai có bị thì cứ áp dụng đi. Bởi vì trên đời mình có rất là nhiều cái mẹo. Bởi vì ai không tin cứ làm thử cho mình. Suy nghĩ không ra luôn hả? Tự nhiên cái chỗ mà bên mà bị mà đổ vô lại hết. Đúng rồi. Rồi. Hả? Mình bị bên nào mình đổ bên đó thôi. Hôm nay thấy trà lạnh không? Gió bắt dồi đó. Từ sáng giờ không tiêu luôn á. Hôm nay là ai cũng yếu hết trơn á, đặc biệt là những người ai bị viêm son, viêm non sàn, viêm mũi bứt luôn anh. Ai mà đang bị tình trạng viêm son, viêm mũi son sàn, viêm mũi bứt, viêm đa son, viêm son mãn tính. Đó, viêm viêm son mà bị nhức đầu nè, nhức nửa bên đầu, nhức sau gáy. Bây giờ hình như là ai cũng bị cái tình trạng mà nặng đầu. Đúng rồi. Không phải suy nghĩ được. Mình đang chia sẻ cho cả nhà cái hũ thuốc đây. Đây. Cái hũ thuốc này là đặc trị viêm son nha cả nhà. Viêm son, viêm non sàn, viêm mũi, viêm mũi dính. Đó, bên mình có một cái số dưới nè. Đó, cả nhà liên hệ mình sẽ chia cho. Dạ. Một hũ vậy là 150.000, mình sử dụng được 30 ngày luôn. Đặc trị luôn, nếu mà ai nhức đầu sử dụng điếu hai điếu vô thôi là bớt ngang liền. Cái dây thần kinh ra liền. Liên ngô là có sử dụng nè cả nhà. Dạ, đúng. Ai bây giờ ai sử dụng hết. Anh chia sẻ cái này từ năm ngoái tới năm nay thì cả nhà cứ vô những coi những comment này, ai sử dụng hết bệnh chưa á. Hôm nay chia sẻ là cũng nhiều mấy trăm ngàn hũ đó. Đúng rồi, 700.000 hũ đó, mà biết bao nhiêu người đã sử dụng đó hết bệnh á, bệnh hết là hết luôn, không tái đi tái lại luôn á. Cái này là hết tiệt luôn, không tái đi tái lại. Đó. Cái cách sử dụng rất là đơn giản, trong hũ mình là gồm có giấy, gồm có thuốc, cả nhà mình lấy cái giấy quấn thuốc thành điếu đốt lên hút, một ngày hút 2 tới 3 điếu là được. Quan trọng là khói lên trên quan trọng là khói lên lơ mũi nè, càng nhiều càng tốt. Dạ. Còn cả nhà mình á mà là nữ không biết hút á thì mình sử dụng cái cách xông mũi, mình có giấy hướng dẫn sử dụng trong đó nha. Đó, đây.